Xin chào bạn. Bạn đang chuẩn bị làm biệt thự nhà vườn mái Nhật chữ U 5 gian 2 tầng mái. Bạn là con trưởng nhà trưởng, bạn có đất rộng. Thì mẫu này thực sự rất đáng để quý vị và các bạn tham khảo. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Sông Công, Thái Nguyên để thăm lại một cái công trình mà do mình tư vấn phong thủy và thiết kế từ đầu. Ngôi nhà này đang có tổng diện tích mặt bằng cả khu bếp nhá, quý vị nhá, là 26m. Riêng ngôi nhà là 20m này, 19m này. Cái khoảng trống là 2m này, là thành 21 này. Và cái khoảng mà khoảng bếp ấy là 5m. Hai cái khu buồng thò là 5m quý vị nhá. Còn ba gian giữa là 9m và sâu là 12m và thiết kế hậu cung. Quý vị thấy ngôi nhà có hoành tráng không ạ? Tổng chi phí của ngôi nhà này thì nó cũng phải khoảng 3 tỷ quý vị ạ. 3 tỷ giả 3 tỷ. Tổng mét vuông xây dựng của ngôi nhà này là 430m. Tổng mét vuông xây dựng thì quý vị phải tính là tất cả những cái hệ le mái người ta cộng vào sẽ là hơn 400m. Đấy. Còn diện tích phủ bì là 19 này, 2 là 21 này và 5 là 26, 26 x 12 phủ bì. Đó. Và cái sân này khoảng 400m sân quý vị nhá. Sân này quý vị có thể đáp ứng 100 mâm cỗ luôn. Và ngôi nhà thì ở Sông Công, Thái Nguyên. Diện tích đất của ngôi nhà này nó khoảng 2.000m2 quý vị ạ. Vâng, xin chào mọi người. Em là Nguyễn Tất Nhiên đây. Thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất hiện nay. Cũng thường xuyên đi tư vấn phong thủy và thiết kế biệt thự nhà vườn. Và nhất là những cái ngôi nhà báo hiếu, ngôi nhà chung, ngôi nhà một chốn đi về. Những ngôi nhà của bác con trưởng nhà trưởng, ngôi nhà làm giàu đẹp quê hương và ngôi nhà một chốn đi về. Quý vị và các bạn đang thành công ở ngoài xã hội, bao nhiêu không biết, nhưng mà khi về quê hương xây dựng ngôi nhà để tụ họp anh em dòng họ mỗi dịp lễ Tết xuân về, và xây ngôi nhà báo hiếu bố mẹ già nhà để cho bố mẹ được hưởng chút cái thành quả của chúng ta thì rất là tuyệt vời quý vị ơi. Và đặc biệt là sau khi làm ngôi nhà xong, mặc dù nó tốn tiền đấy, nhưng mà lại thấy sức khỏe của mình nó lên, rồi là cái công việc làm ăn của mình nó cũng lên. Bởi vì sao ạ? Mình được ca tụng rất là nhiều. Khi các bạn đi con xe mệt ngoài đường 5-10 tỷ rất bình thường, như về quê mà làm cái ngôi nhà ở quê cho bố mẹ một vài tỷ, nó ghê gớm lắm, cả xóm đồn đại. Rồi là cứ đấy, con nhà người ta nó làm nhà cho bố mẹ, thích lắm các bạn ơi. Và đặc biệt, người vui nhất chính là bố mẹ của các bạn. Nếu các bạn chuẩn bị làm, hãy gọi cho mình nhé. Để mình cùng đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Giờ mình xin quay để quý vị nhìn bao quát từ ngoài cổng tường rào. Ngôi nhà thì mới xây dựng xong, đang trong quá trình hoàn thiện. Cái cổng này thì vẫn là cổng cũ thôi quý vị nhé. Đang ấy chưa kịp xây cổng. Và đấy, sân vườn thì các bạn nhìn thấy rồi, cũng gọi là mới xong thôi. Và mình đang tư vấn cho bác ấy là cái vế bên này sau sẽ là có chòi cà phê, có đồi tùng, có hồ cá, hồ nước ở vế bên này. Vì ngôi nhà này là mình đã thay đổi vế động tĩnh. Cái vế tĩnh là mình đã chuyển sang bên trái và vế động chuyển sang bên phải rồi quý vị nhé. Vế động là mình bố trí là bếp này, cổng này và chòi cà phê, rồi là bể cá tất ở bên này luôn. Còn cái vế bên tĩnh chính là vế bên trái. Vì mình thay đổi vế động tĩnh mà, toàn bộ bên trái là mình để vế tĩnh ở bên đó và phòng ngủ của gia chủ chính ở bên đó luôn. Giờ mời quý vị đi vào bên trong để tham quan không gian của ngôi nhà. Ngôi nhà này thì mình đang thiết kế theo cái phong cách tân cổ nhẹ, chỉ thể hiện những cái đường phào chỉ thôi. Và để nó một cái màu trắng như vậy thì nó cũng rất là nhẹ nhàng, tinh khôi quý vị nhé. Ba gian giữa của em là có chiều rộng là 9m và chiều hai bên phủ bì là 5m. Như vậy cái phòng ngủ sẽ là 25m2 phủ bì, nó còn khoảng trên 20m sử dụng quý vị nhé. Và tất cả những cái ngôi nhà ba gian thì cái gian chính giữa bao giờ em cũng ưu tiên hơn, mở rộng hơn. Thì cái ngôi nhà này ở giữa này em thiết kế hệ cửa 4 cánh, còn hai bên là hai cánh và cửa nhỏ hơn. Và ngay từ cái nối sảnh này quý vị để ý hình dung này,
nó cũng nhỏ hơn đó. Và chân cột thì bạn Tuân ốp đá rất là đẹp luôn. Trên đường cột của em là vuông 50 đó, nhìn nó rất chắc chắn và bề thế, nhưng nó cũng rất là nhẹ nhàng, thanh lịch, nhẹ nhõm, đúng không ạ? Quý vị nhìn thấy nó nhẹ nhõm không ạ? Chứ nó không không cục mịch. Và tất cả những ngôi nhà vườn của em thì đều được thiết kế 5 bậc. 5 bậc của nó cũng có ý nghĩa là cung sinh. Bậc trên cùng là cung sinh, sinh não bệnh tử sinh đấy. Và 5 bậc nó cũng chính là ngũ hành, trong con người cũng có và trong vũ trụ cũng có và trong ngôi nhà. Thì đây cũng chính là cái ngôi nhà năm gian truyền thống của nhân dân Bắc Bộ. Và đây cũng chính là cái căn mà biệt thự của các quan chức xứ Huế thời cung đình, quý vị nhé. Và bây giờ thì nhân dân đã ứng dụng thành cái mẫu nhà ở, và rất là to, rất là thông thoáng, hiện đại đó. Toàn bộ cửa gỗ hết, khuôn gỗ hết. Và đây là cái điểm thú vị nhất trong ngôi nhà chữ U năm gian, quý vị ơi. Phòng khách kết hợp phòng thờ 9 x 7 63 mét vuông, không tính khu vực hậu cung. Và lên trên cao nữa là cái trần. Cái trần của ba gian phòng khách này mình xây cao lên 6 mét, sau đó mình mới đổ trần. Và trần trên cao như vậy thì nhìn tổng quan cái phòng khách của chúng ta vào nó cao, nó thoáng, nó rộng. Và cái lối đi này của mình là 2 mét này, đi thông sang hai bên thì ngôi nhà nó sẽ cực kỳ thoáng rộng. Ê, quý vị ơi, đấy, quý vị hình dung cái không gian có rộng không ạ? Và ở vị trí chính giữa thì bác còn đang thiếu một cái sập nữa đấy. Và ngày giỗ Tết các bạn ở trong cái khung cảnh này, nó rộng rãi, nó đầm ấm, nó đoàn kết cả gia đình, thích lắm luôn. Và đi sang vế bên này thì mình có hai phòng ngủ, hai phòng ngủ hai bên. Đây, mời quý vị thăm phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này 25 mét vuông phủ bì, và ở bên trong nó còn hơn 20 mét, quý vị ơi. Quý vị thấy phòng ngủ có rộng không ạ? Quá rộng luôn. Và làm rất đúng theo cái thiết kế của mình, quý vị nhá. Đó, đầu giường kia vào giữa hai cửa sổ nhỏ hai bên. Và cái điểm sai của cái này là cái gương của cái bàn trang điểm là đang quay vào giường, thì các bạn gương quay về chân giường thôi nhá. Còn cái gương to ở đây là để tạm thời. Tuy nhiên ở cái ngôi nhà này thì cũng không có vị trí treo gương. Mình đang tư vấn cho bác chủ nhà là thay vì cái gương này, bác có thể treo cái bức tranh thuận buồm xuôi gió vào, hoặc là bức tranh vinh quy bái tổ, hoặc là bức cây trúc, để cho nó mở rộng không gian hơn. Đó. Và bác sẽ treo ra bên ngoài, như đây là đang để tạm thời như vậy. Và cái lối đi này của mình gần 2 mét, gần 2 mét quý vị ơi. Phủ bì là 2 mét, còn sử dụng nó còn khoảng 1m8, 1m9 để thông thoáng sang hai bên. Phòng ngủ số 2, diện tích vẫn như thế, kích thước các phòng ngủ bằng nhau. Đang phòng này đang khóa mất rồi, cơ bản là nó như vậy thôi. Mời quý vị đi sang vế bên kia để tham quan ngôi nhà. Quý vị thấy nó có thông thoáng không ạ? Có rộng không ạ? Và cũng có một số cái mẫu chữ U năm gian hai tầng mái, nhiều bạn đã đóng trần thấp xuống là sai so với cái thiết kế của em rồi nhá. Cái thiết kế của em là trần phải đóng lên cao vút như thế thì ngôi nhà của chúng ta nó mới thoáng. Và khu vực hậu cung này thì bác đang còn thiếu cái CNC và những cái trang trí của phòng thờ. Ngôi nhà mới xây dựng xong nên là vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, các bạn xem thông cảm nhé. Đó. Và mình đi sang vế bên này để các bạn tham quan tiếp. Quá rộng luôn, ngôi nhà mênh mông, bề sở luôn. Phòng ngủ số 3. Đó. Và cũng thực hiện rất đúng thiết kế này. Đầu giường và chính giữa hai cửa sổ nhỏ hai bên. Vuông đét luôn, 5 x 5, 25 mét vuông phủ bì. Phòng ngủ số 4. Đấy. Đơn giản của em, cái mẫu chữ U thì nhiều bác xem video, các bác thợ xây cũng thể hiện được. Tuy nhiên, nếu mà tự xây thì trong ngôi nhà nó còn rất nhiều vấn đề. Để tránh lỗi thì các bác cũng nên có những cái tham khảo, tư vấn. Đó. Và tất cả phòng ngủ đều rất là vuông vắn, và cửa sổ nhỏ hai bên, cửa sổ to chính giữa, rất nhiều cửa. Và đấy, vẫn là cái điểm chú ý nữa, khi mà các bạn để cái bàn trang điểm trong nhà thì tránh soi vào đầu giường của chúng ta. Chúng ta để tránh nhé. Mời quý vị tham quan tiếp không gian tiếp theo. Đây là lối đi xuống bếp của em, thì có hai lớp cửa. Lớp cửa chính để đi ra, để đi vào phòng vệ sinh chung.
phòng vệ sinh chung em bố trí ở chỗ này thì ngoài sân cũng đi vào được quý vị ơi. Lúc có công có việc thì sẽ đi từ ngoài sân đi vào cái phòng vệ sinh chung này. Đó, quý vị thấy thỏa đáng chưa? Nhà lớn cũng đi xuống được, nhà bếp cũng đi lên được. Nó chính là cái vị trí rất là hay để bố trí phòng vệ sinh. Và khi bố trí phòng vệ sinh ở đấy thì cái căn bếp của chúng ta hoàn toàn rộng rãi, thoáng sạch. 5 nhân với 11. Cái bếp này em làm thụt lại hơn so với cái gian nhà chính một tí. Gian nhà chính là 12. Đó, quý vị thấy không? Từ nhà bếp, phòng ăn đi sang cái phòng vệ sinh chung này. Và từ phòng khách đi vào vệ sinh chung cũng được, hoặc là từ ngoài sân đi vào vẫn ok. Đấy. Nhà bếp thì cũng đơn giản, rộng rãi. Chưa kịp sắm đồ quý vị nhá. Tủ trước là vẫn dùng tủ cũ này. Giờ em đi ra ngoài này. Em đi ra ngoài để quý vị nhìn cái sảnh bếp này. Sảnh bếp cũng có cái mặt tiền 5 mét trải rộng và mở sảnh phụ, quá đẹp luôn. Đấy. Em đi lùi dần ra xa để quý vị hình dung được ngôi nhà. Và bên dưới này là khu chăn nuôi, vườn ao chuồng VAC của bác ấy. Đấy. Cái phòng vệ sinh chung em bố trí vào đây, bên ngoài đi vào, bếp đi lên, khách đi xuống, rất là ok luôn. Cảm ơn quý vị đã xem video chia sẻ của em. Nếu quý vị thấy chia sẻ của em chân thành hữu ích, hãy cho em những nút thích kênh, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp em để nhiều người có mẫu nhà đẹp tham khảo miễn phí. Trên kênh của em thì hiện nay đã hơn 2.000 video, đủ các loại mẫu nhà vườn, nhà tầng, nhà phố, nhà ở kết hợp kinh doanh. Tất cả những mẫu nhà của nhân dân đều có trong kênh của em. Cứ có nhà mới, nhà đẹp là em cho lên sóng. Và đây chính là con ngựa sắt của em các bác nhé. Con ngựa sắt của em nó thường xuyên đi tư vấn phong thủy mọi miền Tổ quốc luôn. Đó. Các bác nào nhìn thấy em thì cũng cho em xin cốc cà phê nhé. Giờ mời các bác nhìn qua một chút nữa cái tổng quan của ngôi nhà. Đây, em đứng vào cái vị trí cân nhất để các bác ngắm cho nó mãn nhãn. Bác nào chuẩn bị làm thì nhớ alo em nhé, em Nhiên. Đó. Ngôi nhà càng làm theo thiết kế, chuẩn thiết kế bao nhiêu thì nó càng đẹp bấy nhiêu. Bởi vì trong quá trình thiết kế là bên em cũng cân đối những cái tỷ lệ khung hình, từ cái cột, bao nhiêu cái phào chỉ như thế nào, nó rất là chi tiết. Để các bác triển khai nó được cân bằng và hài hòa nhất. Đó. Em đi lùi dần ra xa để các bác nhìn trên cái hệ mái và tổng quan sân vườn của ngôi nhà. Đó. Và các bác hình dung sau khi hoàn chỉnh cái hồ cá ở đây và một cái chòi cà phê ở ngay cổng đây thì rất phù hợp với các bác nông thôn. Mời ông hàng xóm vào ngồi uống nước ở ngay đây thì người ta rất thích. Người ta không thích vào trong nhà đâu. Thứ nhất là nó bí, thứ hai nữa là có khi đi cày về chân tay vẫn đang bực thì ngồi cái ghế đá ngay cổng này cực kỳ thích luôn. Và cái cổng này thì em cũng đang tư vấn cho bác Cường là mở rộng và làm trụ cổng độc lập. Và mỗi trụ có thân cột là 1 mét và độc lập rộng 3m6. 3m6 và mở 4 cánh, chia đều ra 4 cánh, mỗi cánh 90 phân. 90 phân thì các bác cũng có thể ứng dụng cho em cái mẫu cổng là xuân hạ thu đông tùng cúc trúc mai. Hoặc nếu các bác làm cửa nhôm đúc 2 cánh có điều khiển thì chỉ làm 2 cánh thôi. Thì cái nhôm đúc thì hoa văn nó lại khác. Tuy nhiên mà chúng ta cắt CNC, chúng ta cắt tùng cúc trúc mai thì nó rất phù hợp với cái mẫu nhà vườn thôn quê. Và nó rất Việt Nam, rất đời. Chứ nó không quá xa hoa. Làm một ngôi nhà xong mà các bác hàng xóm cứ thích đến chơi, thích ngắm nhà mình. Nó chính là cái thành công của cái thiết kế và cái lựa chọn mẫu của các bác nhé. Cái mẫu chữ U năm gian này thì không gian của nó vẫn là không gian truyền thống của cái mẫu nhà năm gian. Nhưng mà đã được chỉnh sửa, được thiết kế, được sáng tạo rất nhiều trong cái mẫu này rồi. Và nó lại mang dáng dấp của tân cổ châu Âu, của kiến trúc châu Âu. Và cái mái là mái của mái Nhật. Nó cũng rất là tiết kiệm chi phí,
so với cái mái thái cùng diện tích. Nếu các bác mà cùng diện tích cái như này mà làm cái mái thái thì nó sẽ tốn hơn rất nhiều đấy ạ. Nó tốn hơn trên hệ mái một vài trăm triệu là bình thường ạ. Bởi vì cái hệ mái thái của chúng ta nó phải đi những cái đường chéo, xong mình phải đổ xi lô này, xong cái công thợ nó tốn hơn này, rồi là cái vật liệu nó tốn hơn. Đó. Cảm ơn mọi người đã xem chia sẻ của em tới đây. Chúc mọi người một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Và khi trở về quê hương làm ngôi nhà báo hiếu, ngôi nhà một chốn đi về thì nhớ gọi em Nhiên nhé. Những cái mẫu này thì em thiết kế trên mọi miền Tổ quốc và thiết kế rất nhiều rồi. Và trên kênh của em thì cũng có hàng trăm mẫu thực tế, mẫu bản vẽ cũng như là mẫu thực tế để em chia sẻ cùng quý vị. Quý vị cần chia sẻ nhiều hơn thì gọi cho em cái số điện thoại trên màn hình nhé. Em sẽ tư vấn chân thành, cởi mở với quý vị. Em xin cảm ơn mọi người, em xin kết thúc ạ.